Mặc dù là vé trực tuyến đã bán ra, tuy nhiên số lượng vé nó quá thấp với mức giá chỉ có 200.000 đồng. Điều đó khiến cho nhu cầu xem các mệnh giá 300.000 và 500.000 càng ngày tăng lên. Và đây chúng ta nhìn rằng là có một lượng lớn các cổ động viên, tôi xin phép sử dụng từ là cổ động viên trong nháy nháy, thì đã có mặt ở sân trước mặt trước cổng. Thì đã có mặt ở ngay trước nhà thi đấu rồi để có thể là chuẩn bị cho việc là xếp hàng tranh vực mua vé xem dõi đội tuyển U23 Việt Nam đối với U23 Indonesia. Chúng ta nhìn thấy rằng là có các cổ động viên thì họ giải chiếu, giải chăn để ngồi. Có những cổ động viên thì họ có những cái sắc ghế nhựa để xếp hàng. Thực ra là thời điểm mà mua vé sẽ là lúc 8 giờ sáng. Tuy nhiên với số lượng cổ động viên như thế này thì mình thì tin rằng là vé bán sẽ rất nhanh thôi. 8 giờ sáng bán ra thì ngay lập tức sẽ kết thúc nhanh thôi mọi người ạ. Chúng ta bọn mình sẽ tiếp tục là đu lên một chút. Hiện tại thì cái đường xếp hàng ở đây nó kéo tương đối dài đấy mọi người. Đây ạ. Cũng đã rất lâu rồi thì chúng ta mới có một cái không khí mua cái kiểu xếp hàng như vậy. Theo như mình nhớ không nhầm thì ngày lần cuối cùng mà việc xếp hàng mua vé thế này, cảnh tượng thế này nó đã diễn ra từ trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ là trận đấu thuộc vòng bảng AFF Cup 2018 rồi, tức là gần 4 năm rồi. Chúng ta nhìn thấy có cả fans nữ các thứ thì họ có thể mà chuẩn bị theo cả nước mía, xong rồi cả nước lọc các thứ luôn, đường mạng các thứ luôn. Chúng ta nhìn thấy rằng là họ đã chuẩn bị rất đầy đủ tươm tất để có thể là cho một cái cuộc về đêm, cuộc thuộc thức trắng đêm để chờ mua vé xem đội tuyển U23 Việt Nam rồi. Đây mọi người nhìn thấy rằng là các cổ động viên thì họ mang từ ghế nhựa này, mang cả một cái giường bạt này, người bình thường hơn thì họ mang chiếu này, họ có thể mang ghế nhựa này, các thứ luôn. Đây một hàng tăm tắp và khu vực này thì đã được đóng rào lại rồi. Đây có cổ động viên thì họ chuyển sang chơi bài để giết thời gian. Đây có và sau đó thì có một cổ động viên, đây chúng ta nhìn thấy là họ trèo rào. Đấy ạ. Họ trèo rào để có thể là vào được trong để mua vé. Ok, chúng ta nhìn thấy là có thêm 3 cổ động viên nữa nhập hội trong cuộc đua như kiểu là tranh vé Black Friday đúng mọi người ạ. Chúng ta thấy ở bên ngoài có là lực lượng an ninh luôn, xe máy lượm lượm lượp. Đây có những cái tiếp viện bằng việc là mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống để cho các cổ động viên. Có những cổ động viên chân chính và những cổ động viên thì không chân chính cho lắm thì đã đồng hành và cũng gửi hàng bên ngoài. Đây chúng ta nhìn thấy bên này thì nó thưa thớt hơn, bên này thì nó vắng hơn. Chúng ta nhìn thấy chỗ này thì vắng hơn này. Đó. Còn trên này thì có phần đông đúc hơn. Đó. Hiện tại thì xếp hàng thì mình không biết là xếp lốt thì đi từ hướng nào lên. Đó. Mình sẽ thử đi vào khu vực mà chỗ của ban tổ chức xem là họ sẽ phải chuẩn bị cho cái cuộc trắng đêm này của các của người hâm mộ như thế nào nha. À, đây chúng ta nhìn thấy này, ở khu vực này thì vắng hơn. Đấy, bên này cứ vắng hơn. Có vẻ như đây sẽ là khu mà để bán vé. Đó, đây. Cô là bán nước ở đây lâu chưa ạ? Cháu hỏi thôi. À thế ạ. Thì có bao giờ mà mình thấy cái tình cảnh kiểu cái khung cảnh mà cổ động viên nó xếp hàng sớm này chưa? Chưa bao giờ luôn ạ. Vâng, đây là đầu tiên ạ. Tại vì cháu cũng hỏi một cổ động viên ở kia thì họ bảo là cái trận đấu U23 Việt Nam với cả một đội nào đó thì cũng đông như bây giờ và cũng phải xếp hàng từ sớm, thì không biết là sáng. Đây là đầu tiên ạ. Vâng. Thì cô cháu hỏi một chút là những cổ động viên ở đây thì có phải là đa phần là người Phú Thọ không ạ? Hay là những người mà cô thấy lạ? Cả lạ, nhiều người lạ không ạ? Nhiều người lạ. Vâng ạ. Đấy, mình cũng vừa trao đổi với một cổ động một người dân có quán bán quán nước ngay gần sân vận động và đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh của sân Phú Thọ rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà sân Phú Thọ đã nhộn nhịp như thế này. Mà cô cũng nói rằng là không phải cổ động viên nào cũng là cổ động viên quen mặt ở Phú Thọ, có những cổ động viên cũng khá là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người có thể thêm tương tác thêm ở trong fanpage vui vẻ nha. Tính ra mộ tuyển U23 Việt Nam 4 năm mà chưa lần nào được xem trực tiếp. Ok. Thì mọi người có thể đến mua vé, nhưng có thể là mua vé bằng những hình thức khác nhau. Mình nghĩ rằng là như cô vừa chia sẻ, cô bán nước chia sẻ thì chúng ta rất là thật luôn. Đấy là có rất nhiều, đây có thêm một nhóm cổ động viên nữa cũng vừa nhập hội luôn. Xe, có xe các thứ.
để xếp hàng. Cổ động viên này có nói rằng là tưởng đùa nhưng hóa ra là thật. Họ cũng không tin được là chính ở Phú Thọ lại có một cái xếp hàng từ đêm thế này. Không, thường chỉ ở Mỹ Đình thôi, không ngờ là ở Phú Thọ lớn thế này. Họ nhiều người hiếu kỳ họ đến xem. Đây ạ. À, xếp hàng ạ. À vâng. Chị ơi, chị đã bao giờ là thấy khung cảnh này ở Phú Thọ bao giờ chưa ạ? Chưa bao giờ luôn ạ. Vâng ạ. Nhưng mà mình biết đến cái kế hoạch mà mua vé này thì em thấy là thường là báo 8 giờ ấy. Thì ai báo chị là để đến sân xếp hàng sớm như này ạ? À thế ạ, vâng. À xếp hàng trước. Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ mới là 1 giờ mà chị thấy đông quá thì chị thấy thế nào ạ? À vâng. Mình sẽ mua vé trận đấu nào hả chị? Indo ạ. Vâng ạ, có đây có trận đấu hot nhất ở bảng đấu này. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều. Vâng. Test bảo là em lúc ngắt đi rồi về đưa up lên. Đây, khoảng 10 phút nữa thôi. Có phỏng vấn được ai không? Em phỏng vấn mấy người rồi? Ok.